Em chào cả nhà mình ạ. Cả nhà ơi, cùng vào livestream săn đồng sale với em nha. Hôm nay thì sale cũng phải nói là hoành tráng cho cả nhà mình luôn, tất cả những mẫu đồng bên shop luôn ạ. Các chị mình thích cái mẫu đồng nào của em cứ việc đặt hàng thật là sớm cho em, bên em tư vấn cho cả nhà mình luôn ha. Vào livestream liền cả nhà ơi, chấm bài tương tác giúp em, đồng thời mình chia sẻ livestream giùm em luôn nha. Chia sẻ mạnh mẽ lên cả nhà ạ. Ít nhất thì cả nhà mình chia sẻ cho em một lượt nha. Cả nhà ơi, mình chia sẻ livestream ít nhất cho em được một lượt nha. Các chị ơi, mình chia sẻ lên tường nhà của mình, chia sẻ vào nhóm và để với chế độ công khai cho em ha. Rồi, em đồng đầu tiên em đang mặc trên người em sale xả rẻ cho cả nhà mình trong livestream ngày hôm nay luôn, chỉ có 69.000 đồng và còn đúng hai cái cuối cùng nha cả nhà mình luôn ạ. Giá gốc bình thường em bán đồng này là 350.000 đồng, nhưng trong bài livestream ngày hôm nay các chị yêu mình đặt hàng cái mẫu đồng này trong bài livestream này thì em sẽ sale giảm giá cho cả nhà mình luôn ha. Chỉ còn có giá tiền bao nhiêu này các chị ơi. Rồi, sale luôn cho cả nhà mình bao nhiêu này các chị yêu ơi, chỉ còn có giá tiền là 69.000 đồng trong bài livestream ngày hôm nay. Chị khách nào mình chưa có cái đồng này của em thì mình đặt hàng thật là sớm cho em luôn nha. 69.000 đồng nha các chị, chỉ có giá là 69.000 đồng thôi ha. Đặt hàng đồng này thì mình comment sớm cho em, bên em tư vấn và chờ hàng. Rồi, chị em vô đồng bên shop em, đồng đẹp lắm em ơi, em cảm ơn chị yêu mình ạ. Các chị mình thấy bài livestream của em vào chấm bài giùm em đi các chị. Các chị yêu mình thấy bài livestream của em vào chấm bài tương tác giùm em, đồng thời mình chia sẻ livestream giúp em nha. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1347. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm 1347 nè. Đầm này chất liệu vải lụa măng tô cho cả nhà mình. Váy này thì phải nói nó siêu mềm luôn, mặc siêu mát nha, giá 69.000 đồng. Để lại bình luận cho em mã số với số điện thoại chị Thành Đào ơi, cho em xin mã số nha. Hôm nay thì chị thấy nó 69k, nhiều khi em tắt livestream là đã lên giá lại rồi. Mã sản phẩm 1347 nha các chị, 69.000 đồng. Giá gốc em bán 350.000 và trong bài livestream ngày hôm nay chị khách nào đặt hàng có chia sẻ livestream giảm cho chị Nguyễn Phương em thấy chị ạ. Em chào chị Mai Huỳnh, em thấy chị yêu mình luôn nè. Các chị yêu mình thấy bài livestream của em chấm bài tương tác nha, để xíu nữa mình đặt hàng không bị ẩn bình luận nha các chị ơi. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1347 nha. Đầm này, mẫu đầm này chất liệu vải lụa măng tô và cái gam màu này là gam màu đỏ đô cho các chị yêu mình. 350.000 đồng giảm xuống chỉ còn có 69.000 đồng thôi cả nhà. Chỉ còn 69.000 đồng duy nhất trong bài livestream ngày hôm nay. Mã sản phẩm là 1347. Chị khách nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng thật là sớm cho em. 1347 với số điện thoại cho em là được cả nhà ha. Chỉ còn có giá là 69.000 đồng thôi. Và em cho cả nhà mình mới nhờ, cả nhà thấy bài livestream của em, cả nhà cho em xin một chấm ở phía dưới góc bình luận đi các chị. Cả nhà cho em xin một chấm đi ạ. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1347, giá tiền ngày hôm nay sale luôn cho cả nhà mình chỉ có 69.000 đồng thôi nha. Em chào chị Lý Lan, cho cả nhà mình mới vô, 69.000 đồng thôi ạ. Xuất sắc, chỉ có hai cái, trời ơi, hai cái duy nhất luôn á các chị. 1347 nha, 40 cho tới 50kg mặc đẹp thoải mái. Em chào chị Quyên Nguyễn, cho cả nhà mình mới vô, cả nhà cho em xin một chấm đi ạ. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem mẫu khác nha. Hôm nay thì phải nói là sale hoành tráng cho tất cả các chị yêu mình luôn. Chị nào đặt hàng sớm thì chắc chắn là sẽ có đơn ạ. Cho nếu như cả nhà đặt hàng chậm và nó hết hàng. Và phía sau luôn em thì em có treo lên cho cả nhà mình là vài mẫu á. Em có treo phía sau luôn em vài mẫu đó, thì cả nhà mình nghĩ thử xem là mẫu nào mình thích, mình ưng thì mình cứ việc bình luận phía dưới. Em sẽ mặc lên và giới thiệu luôn cho các chị yêu mình ha. Có treo lên cho cả nhà một số mẫu đang sale bất chấp đó các chị yêu ạ. Rồi tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho mình xem thêm cái em đầm khác nữa. Và ngày hôm nay em cũng sẽ sale luôn ạ. Đầm này còn hai size nha cả nhà ơi. Dạ được kìa. Đặt hàng thì được cái à, các chị mình biết sao không? Đặt hàng ở đây á, các chị mình được xem trực tiếp nè ha. Rồi, các chị mình đặt hàng á, muốn hỏi cho em hay là muốn em mặc lên gì á, mình cứ việc bình luận phía dưới luôn. Em lên nằm cho cả nhà mình luôn nè. Rồi, bây giờ này các chị, mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1337. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1337 đây ạ. Ngày hôm nay thì em cũng sẽ giảm luôn cho cả nhà mình với mức giá chỉ có là 119.000 đồng thôi. 119.000 đồng thôi cả nhà ơi. Mã sản phẩm là 1337 nha. 1337. Để em xem. Trời ơi cả nhà ơi, hai size. Nhưng mà sale chỉ còn có 6 cái cuối thôi. Sau bao nhiêu ngày sale cho cả nhà mình, sale phải nói là sale rụng rời cho cả nhà mình luôn. Thì ngày hôm nay cả nhà đa số thì em còn tồn kho size M nè, đó size 2X lớn nhất. Còn những cái mẫu đồng nào mà em còn 2 size, 3 size thì em cũng sẽ sale hết đất cho cả nhà mình luôn. Cả nhà yên tâm ha. Riêng em đồng này hôm nay cả nhà được săn sale cái em đồng này 1337 chỉ có giá là 119.000 đồng thôi ạ.
Và em sẽ có cho cả nhà mình là hai size, size M và lại size L 40 cho tới là tầm 55-56kg. Và eo tối đa thì sẽ tầm eo tầm 75-76 độ về nha. Cả nhà sẽ mặc đẹp thoải mái luôn. Xuất sắc đúng không các chị? Vải mềm lắm nha. Với chiếc lưỡi vải lụa mango cho cả nhà mình, mềm mại mặc mát và có co giãn nhẹ nhàng hai chiều cho cả nhà mình luôn. Nền vải màu đen và có phối cho cả nhà mình hoa hồng màu nâu nâu như thế này ha, hoa hồng màu nâu nha các chị. Khóa kéo phía sau lưng cho các chị mình luôn. Hôm nay giảm mạnh nha các chị ơi. Chỉ còn có giá là 119.000 đồng trong bài livestream ngày hôm nay. Và đầm này em sẽ có cho cả nhà mình hai màu nha. Riêng cái em đang mặc trên người 1337 thì em sẽ còn hai size. Nhưng mà còn cái này 1340 em chỉ còn có đúng một size ha, 1340 em chỉ còn size M. Dạ đầm này có túi luôn chị ạ, hai túi hai bên nha. Rồi chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ. Dạ em chào chị Thanh Đào ạ, à. Em chào cả nhà mình mới vô. Các chị yêu ơi, thấy bài livestream của em cả nhà mình cho em xin một chấm đi các chị yêu ạ. À. Cả nhà thấy bài livestream của em cho em xin một chấm nha. Rồi đây tiếp tục cả nhà ơi, 1337 là mẫu em đang mặc trên người, chất lụa đẹp lắm các chị yêu ạ. À. Vải tốt xịn sò cho cả nhà mình luôn, nền đen nè, hoa lá màu nâu nâu ha. Rồi 1337 là hai size ML, còn 1340 thì chỉ có một size duy nhất cho cả nhà mình thôi. Rồi ok nè, chị Phạm Mỹ Diệu có đơn hàng 1337 luôn, còn chị khách nào mình đặt hàng nữa lên đơn liền. Lên đơn liền cả nhà ơi, 119.000 đồng siêu rẻ. 1337 là hoa hồng màu nâu, còn 1340 sẽ là hoa hồng màu đỏ nha. Thích màu tươi thì đặt màu đỏ cho mà là 1340. Màu tươi là màu đỏ nha các chị, 1340. Còn nếu như mà cả nhà thích một cái gam màu nó chững chạc hơn. Rồi, mặt mát thiệt, nhẹ rất thích. Em cảm ơn chị Tuyết Bùi ạ. À. Đầm siêu đẹp nha cả nhà ơi, 119.000 đồng thôi nha, chỉ có 119.000 đồng. Rồi ok, tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm một mẫu khác nữa ha. Đầm phải nói là siêu đẹp nha cả nhà ơi. Đặt hàng sớm sớm đi, dùm em tư vấn và chờ hàng luôn. Mã số với số điện thoại trong là đồ. Với lại em có cái em đầm này, em sẽ còn cho mình là 3 size. Rồi ok, 1340 cm, 1340 là cái hoa hồng màu đỏ chị yêu nha. Còn 1337 là cái hoa hồng màu nâu nha chị. Bây giờ em sẽ lên tiếp với chị yêu mình cái hoa màu vàng vàng nha. Hoa màu vàng ngày hôm nay cũng có sale luôn ạ. Rồi phía sau lưng em thì có vài mẫu đó các chị. Các chị mình muốn em lên mẫu đầm nào cứ việc bình luận phía trước nha. Chị nè, bình luận trước em sẽ mặc lên trước, bình luận sau là mặc lên sau nha các chị. Đây 58kg không vừa rồi chị. Tại vì cái để em mặc cái sau này có 58kg nè. Để đầm này nó còn có hai size nhỏ nhỏ thôi, cho là tầm 58kg sẽ không vừa. Nhưng mà những mẫu đầm khác em mặc lên nó sẽ có size cho chị nè. Tiếp tục nha, mẫu em đang mặc cho người bạn sản phẩm là 1428. Đầm em đang mặc cho người mã sản phẩm là 1428 này các chị ơi. 3 size cho các chị yêu mình. 3 size nha các chị, size L, size XL với lại size 2XL luôn. Từ 50kg cho tới là tầm 65-66kg ha. Và eo tối đa eo tầm 85-86 độ về mặt đẹp. Chỉ còn có 3 size thôi, cho nên cả nhà mình phải nhanh chóng đặt hàng thật là sớm nha các chị. Với chất liệu vải von hàng cho cả nhà mình ha. Vải đẹp, mềm mát cho cả nhà mình luôn. Phần chân váy này sẽ có phối thêm cho cả nhà mình đuôi cá ha. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1428. Đầm em đang mặc cái người mã sản phẩm 1428 có luôn cái sợi dây để mình buộc eo. Thì các chị mình á thích ôm eo thì ok, mình có thể buộc cái sợi dây này lại ha, nó sẽ ôm cái eo của mình hơn. Nhìn cái eo của mình nó sẽ có điểm nhấn và ba vòng sẽ cân đối hơn rất là nhiều luôn. Thì hôm nay em sẽ sale cho cả nhà mình chỉ còn 199.000 đồng. 199.000 đồng cho cái em đầm này ha. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1428. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1428, 199.000 đồng thôi ạ. À. Chị nào mình chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm nha các chị. Chất liệu vải von hàng cho cả nhà mình nè, mềm mại nhẹ nhàng mặc mát nha các chị. Cái nền vải của nó là sọc caro cho khi mà các chị nhiệt lên, da trắng nha ngâm mặc lên được hết. Dáng người gầy hơi tròn, người dưỡng ok. Và riêng cái em đầm này em còn 3 size lớn nha các chị, sale lớn luôn. 199.000 đồng, giá gốc là 299. Ngày hôm nay em sẽ giảm giá luôn, chị còn có giá là 199.000 đồng trong bài livestream ngày hôm nay. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1428 nha. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1428. Chị nào mình chưa có cái đầm này của em thì ngay bây giờ mình bình luận phía dưới cho em luôn. 1428 kèm luôn cho em cái số điện thoại là được nha các chị ơi. Đẹp quá trời quá đất nè. Vải mềm rũ mặt mát, nó cái phần thân là sọc caro, có phối với cả nhà mình hoa màu vàng vàng như thế này nha. Khóa kéo phía sau lưng cho mình. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là
1428 nha. Mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1428. Chị khách nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm liền luôn. Chị có 199.000 đồng trong bài livestream ngày hôm nay. Dễ thương nha các chị. Đợt sau em về không có đuôi cá đâu nha. Đuôi cá thì đợt này em còn sót kho lại cái mẫu đầm này là còn 3 size. Còn đợt sau thì em không có về đuôi cá. Cho cả nhà mình thích cái mẫu đuôi cá này thì mình đặt hàng trong bài livestream này cho em ha. 1428 kèm số điện thoại 199.000 đồng, chỉ 199.000 đồng luôn. Rồi chị Thân Hy ok có đơn hàng luôn ạ. Chị khách nào mà đặt hàng thì mình tranh thủ 62kg đồng này thì chị lấy size 2XL là sẽ vừa nha. 62kg mà lấy size 2XL là vừa đẹp luôn á chị. Đó, đầm body đuôi cá và cái phần chân váy em sẽ may cho chị mặc thoải mái luôn. Chị đi đứng di chuyển rất là dễ dàng, không có khó chịu gì hết trơn luôn ạ. Chị có giá 199.000 đồng thôi nha. Mã sản phẩm là 1428. Rồi tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm các em đồng khác nữa nha. Có phối cho mình cái sợi dây này các chị để mình buộc cái phần eo lại. Mình thích buộc thì mình buộc lại, không thích buộc thì thôi tháo ra cho em cũng được luôn. Mã số là 1428 nha các chị, giảm mạnh luôn ha. 199 nha. Chỉ còn có giá tiền 199.000 đồng ngày hôm nay nha các chị. Rồi ok, tiếp tục em sẽ thay thêm cho mình xem nhiều cái em đồng khác. Ngày hôm nay thì hầu như là mẫu nào cũng có sale cho tất cả các chị yêu mình. Các chị mình có thích sơ mi không? Sơ mi em đây, em đang giảm giá nha, còn có 199.000 đồng thêm sơ mi màu vàng nha các chị. Rồi tiếp tục lên cho cả dàn đồng vest. Vest này sale 150, tin nổi không các chị? Không tin được luôn. Chị Nga đổ 52kg vừa nha. 52kg lấy size L cho em sẽ mặc vừa. Còn mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1428. Giá của nó là 199.000 đồng thôi. Chỉ còn có giá là 199.000 đồng thôi nha các chị. Em thay thêm cho cả nhà cái em đồng này nè. Vest em còn sót kho lại á, có mấy cái size M thôi. Cả nhà mình coi thử coi là bạn bè của mình đó, có ai mà mặc vừa size M mình giới thiệu cho bên em nha. Em xả cho cả nhà mình nhiều mẫu. Dạ em cảm ơn chị Phạm Hòa nha. Tiếp tục nha các chị ơi. Mẫu đầm này mã sản phẩm là 1409. Mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1409 cả nhà nha. Chị khách nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em luôn. Thiết kế đầm này sẽ là cổ vest cho cả nhà mình, tay ngắn, dáng đầm chữ A nha. Và phần chân váy xếp ly khóa kéo phía sau. Đó, đầm này em may một lớp kèm một túi nha các chị. Mã sản phẩm là 1409. Đầm em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1409 nha các chị. Chị nào mình chưa có đầm này thì mình đặt hàng sớm luôn. Cái đường may này các chị dễ thương không? 149.000. Chỉ có 149.000 đồng thôi, rất là rẻ luôn. 1409 cả nhà ơi, 149.000 đồng ngay hôm nay. Chị nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng liền cho em luôn. Em tư vấn này có chị, dán chữ A cho cả nhà mình ha, trên váy xếp ly kèm túi luôn cho cả nhà mình, khóa kéo phía sau lưng, mã sản phẩm là 1409. Chị nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em 1409 với số điện thoại trên màn được này các chị. Đẹp chưa? Cái gam màu nu này cả nhà mình diễn lên phải nói là xuất sắc luôn. Em chỉ còn sót kho size M 40-50kg và eo tối này eo tầm 70 độ về, cả nhà mình sẽ mặc đẹp thoải mái nha. Mã sản phẩm là 1409 ạ. 149.000 đồng luôn cả nhà ơi. Chị còn có giá là 149.000 đồng nha. Dạ vải này không nhăn chị yêu nha. Vải này không nhăn đâu chị ạ. Đầm này vải khá là dày dặn, mặc lên là phải nói là đứng form nha chị, chuẩn dáng các chị yêu mình luôn. Và vải này nó không có dễ nhăn đâu chị ạ. Chỉ cần giặt ủi một lần rồi mình mặc hoài không sợ bị nhăn nhầu gì hết trơn luôn. Rồi 149.000 đồng, 40-50kg, em với 70 nha. Cả nhà mình có bạn bè nào mà tầm 40-50kg giới thiệu cho bên em đặt mẫu này này các chị, dễ thương quá trời luôn nè. 1409. Dạ 1428 em còn XL nha chị. 1428 thì em còn cho chị mình là 3 size, size L, XL với lại size 2XL. Trong tầm là khoảng từ 50 cho tới là tầm 65kg thì mình sẽ mặc đẹp á. Rồi cái này 1428 nha chị. Còn mẫu em đang mặc trên người nè, mẫu em đang mặc trên người là 1409 ha. 1409, 149.000 đồng nha các chị. Chị khách là mình đặt hàng đồng này thì mình tranh thủ lên đơn sớm cho em. 1409 với số điện thoại cho em là được luôn ha. Đẹp quá mà chị không mặc vừa thêm M, em cảm ơn chị ạ. Mình coi coi là bạn bè của mình có ai mặc vừa xem M của mẫu đầm này không em lên. Hay là mình lấy cái mẫu đầm này không? Đầm sơ mi sọc caro ha. Rồi ok chị Mỹ Diệu luôn, 1409 size M. Ngày hôm nay mình đặt hàng bên shop em mà mình dùng đơn á các chị, 600 thì mình sẽ được miễn phí giao hàng toàn quốc luôn nha. Rồi 1409 em chỉ còn mời nha các chị ơi. Em chào chị Hạnh Huỳnh nè, em chào cả nhà mình mới vô. 49kg size M vừa cho chị Hạnh Huỳnh luôn ạ. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm một cái em đồng khác. Quá trời mẫu đẹp đúng không các chị? Quá trời quá đất mẫu đẹp luôn rồi. Bây giờ em sẽ thay thêm cho mình cái em sơ mi đi.
Sơ mi sọc caro này rất là hot luôn nha. Mẫu đầm này mã sản phẩm là 1438 nha các chị. Tiếp tục mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1438 các chị yêu mình nha. Mê quá này các chị ơi. Cổ sơ mi tay ngắn ngắn nè, dáng đầm xòe nhẹ. Cái đầm này là sơ mi maxi nha các chị, nó khá là dài luôn á. Đầm này trước là vải KT nha, vải này khá là dày dặn nha các chị, mặc lên thì nó đứng form nha. Thì cái em đầm này hôm nay em sẽ giảm giá cho cả nhà mình còn 179.000 á các chị ơi. Thì đầm này em là còn 2 size ha. Em còn cho các chị mình là 2 size nha, mã sản phẩm là 1438 nha các chị. 1438 179.000 đồng nha. Size XL em còn một cái, còn lại là 2XL thì em còn 28 cái, em còn có nhiêu đó thôi các chị. Mỗi một đợt hàng mà em về á các chị thì em về em phải nói là em về số lượng ngàn, chứ em không có về số lượng tính bằng trăm hay tính bằng chục đâu các chị ơi. Đó, em đầm này cũng vậy, em số lượng em về số lượng ngàn không à. Thì hôm nay nha các chị, size XL em còn một cái, size 2XL em còn 28 cái, là tổng khoảng từ 54 cho tới 64 kg sẽ mặc vừa cái em đầm này đó. Cả nhà mình đặt hàng cố gắng mình lên đơn sớm cho em ha, sọc caro màu à vàng vàng cam cam như vậy nè. Cái nút này nút cách đều nha các chị, không có cài được cho anh không có sợ hở cái phần giữa luôn. Khóa kế phía sau luôn. Và đây là cái túi thật luôn nha các chị. Xuất sắc luôn. Chị có giá tiền bao nhiêu này các chị ơi? 179.000, mã số 1438. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm 1438 cả nhà nha. 1438 sale rẻ cho cả nhà mình luôn. 179.000 đồng trong bài livestream ngày hôm nay. Chỉ còn có giá là 179.000 thôi. Chị khách nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm nha. 1438 với số điện thoại cho em là được nha cả nhà ơi. Mẫu em đang mặc trên người 1438. Các chị mình đang theo dõi livestream của em á, lâu lâu cả nhà mình cho em xin một chấm đi ạ. Cả nhà mình đang theo dõi livestream của em, lâu lâu mình cho em xin một chấm nha. Rồi cả nhà ơi chia sẻ livestream cho em đi ạ. Các chị mình thấy livestream chấm bài tương tác liền, chia sẻ livestream liền cả nhà ơi. Mẫu em đang mặc trên người 1438, hôm nay sale quá trời quá đất sale luôn mà không nhanh tay đặt hàng hết uổng nè các chị ạ. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1438 nha. 1438 ngay bây giờ em sẽ sale luôn cho cả nhà mình. 1438 ngay hôm nay em sẽ sale luôn cho cả nhà mình với mức giá bao nhiêu này các chị ơi? Chỉ còn có giá tiền là 179.000 đồng trong bài livestream ngày hôm nay ha. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình để lại comment ngay trên livestream giúp em tư vấn và chờ hàng chờ sao cho cả nhà mình luôn ạ. Mã hàng với số điện thoại cho em như vậy là ok cả nhà nha. Nhanh tay đặt hàng sớm sớm lên giúp em tư vấn và chờ hàng luôn nè.